Dạ rồi, hello. Em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Tiếp tục thì em sẽ lên clip này là clip thứ tư anh em. Đó, anh em có chốt hàng thì liên hệ em ha. Nói rằng là clip tư ha. Thì anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, cái này em bán với giá là 200 ngàn anh em. Đó, cho một cái combo búa này ha. Đó, đầy đủ anh em. Đó, gồm 2, 4, 5 cây ha. 200 ngàn nha. Đó, hai đầu bằng nè. Đó, hai đầu bằng này bự ha, để em đo cái cân nặng của nó luôn. Đó, một cây hai đầu bằng ha. Đó, cây này thì 600 mấy gram ha anh em. Rồi một cây búa bi. Đó. Bi này 480 gram, tầm gần nửa ký ha. Rồi cái búa đóng nhổ đinh nè, đó. Cây này tương đối đẹp ha. Cán đẹp luôn. Rồi cây búa gò nữa nè. Đó. Rồi cây đó hai đầu bằng nữa nè ha. Hai đầu bằng này nhỏ. Hai đầu bằng này 300 gram đó. Còn cán đồ ngon lành ha. 2 4 5 cây. Rồi, clip 4 em bán với giá là 200 ngàn ha. Anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Còn anh em nào nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. Rồi, em xin kết thúc clip nha anh em.